chúng là Đức Thầy Thích Ca Mô Ni Phật. Một Phật thì hôm nay cũng có duyên lành về Phật Pháp, mà cũng là ngày mùng 6 tháng 6, thì cũng như thường lệ thì Hòa Thượng có nhã ý thỉnh tôi để tiếp tục trao đổi như quý vị về trong cái bộ kiết hạ như thế này. Vậy trước khi đi vào bài giảng, tôi cũng cầu chúc cho Pháp hội của chúng ta cũng như toàn thể Pháp giới chúng sanh đều chống đắc thành thánh quả và giảng sanh cực lạc thành Phật đạo môn Phật. Thì để mất mất thì giờ chúng ta đi thẳng vào bài giảng. Thì tôi xin thưa rằng chúng ta giảng về Phật Pháp, tức là vấn đề sanh tử là vấn đề lớn nhất của cái đời tu của chúng ta. Mà sanh tử đây là chấm dứt sanh tử đó. Thì chúng ta thấy rằng trước Thái tử Si Đạt Ta là chưa có đạo Phật. Thì Ngài đi qua dạo bốn cửa thành, thì ba cửa đầu là sanh, là già, bệnh, chết. Thì đối với chúng ta thì già bệnh chết chúng ta thấy rất nhiều, nhất là quý Phật tử mà đi quỷ lão đó. Thế mà xin thưa, tôi cũng vậy, chúng ta chay liền. Mà Thái tử thấy có một lần một thôi, vì trong cung điện là ít khi nào thấy người già, người bệnh, người chết đó. Mà Ngài lấy làm nhức nhối, Ngài bị nó gặm nhấm, Ngài khổ sở về cái thân phận đau khổ của con người. Vì ai cũng phải đi qua cái đó. Chính Thái tử rồi cũng già, cũng bệnh, cũng chết thôi. Thì Thái tử muốn tìm con đường bất tử, tức là chấm dứt cái sanh tử. Thì vua Tịnh Phạn đâu có cho, này là con một mà. Nếu là đi tu đó thì ai mà thay thế ngôi vua được. Thì cuối cùng Ngài mới xin vua Tịnh Phạn ba điều: nếu cha thỏa mãn thì con xin ở lại. Thì chúng ta biết rồi, ba điều đó: một là sống mãi không chết, hai là trẻ mãi không già, ba là khỏe mãi trong đau. Thì chúng ta thấy rằng sao nếu mà con tìm thấy, con sẽ trở về độ cha là thần nhân. Còn nếu con tìm không được thì cha con vĩnh viễn không còn gặp mặt nữa. Và cuối cùng chúng ta thấy Đức Phật trở về. Như vậy Ngài tìm cái sanh già bệnh chết ở đâu? Mà chúng ta thấy Ngài cũng bệnh già già, tới 80 tuổi Ngài cũng bị kiết lỵ một đêm bốn mấy lần. Và cuối cùng Ngài cũng chết dưới hai cây sa la sông thọ. Điều đó làm cho chúng ta thắc mắc, chúng ta nhức nhối. Mà nếu Ngài tìm không được, sao lại Ngài trở về? Thì tất nhiên Ngài tìm được. Mà nó ở đâu, nó ra làm sao? Thì chúng ta thấy Ngài đi hết Ấn Độ rồi. Thì tất cả đạo sư Ngài được học qua hết. Thì hai đạo sư vĩ đại nhất đó là Alala Đầu Lâm Phất, một người dạy cho Ngài vô sử xứ tương tự như A-la-hán. Sau này chúng ta sẽ nghiên cứu sâu trong đó, coi vô sử xứ giống A-la-hán chỗ nào, và phi tưởng xứ tương tự Như Lai. Thì tất nhiên là hết rồi, tới Như Lai là cao nhất. Nhưng mà Thái tử sau khi học qua rồi, Ngài thấy cái đó là dỗn, đó là nhái, không thật sự là A-la-hán và Như Lai. Thì Ngài trình bày cho hai ông thầy của mình, thì hai ông thầy cũng hiểu đấy. Nhưng mà nói tôi biết mà tôi tìm cái đạo Phật, cái giải thoát sống chết không được, Ngài đi tìm cũng không được. Bây giờ Ngài đi khắp Ấn Độ không có ai cao hơn tụi tôi hết. Thì cuối cùng Thái tử phải ra đi thôi, nhất định là Ngài. Hai ông đạo sư tính giao cái ngôi tổ cho Ngài, tức là lớn tuổi già sắp chết rồi, giao lại cho Ngài. Ngài nói tôi con phải đi để mà làm tổ, làm giáo chủ. Mà cái mục đích của tôi là đi để chấm dứt cái sanh già bệnh chết. Thì cuối cùng Ngài thấy rằng hết ai chỉ rồi, Ngài phải tự tìm lấy. Thì sau 49 ngày, Ngài đến cây Bồ Đề, Ngài phát nguyện, tức là thề rằng nếu xương ta có một, máu ta có khô, mà ta không tìm được vấn đề chấm dứt đầu thai, chấm dứt lường sinh tử, thì nhất định ta chết tại câu Bồ Đề này.
Và cuối cùng sau 49 ngày nhập định không ăn uống, một cuộc nhập định vô tiền khoáng hậu, thì sao mai vừa gió mọc thì ngài ngộ được cái Phật tánh, cái bất tử, thành Như Lai. Thì trong kinh chỉ nói vậy thôi. Thì sau khi thành Như Lai rồi, ngài xả thiền ra, ngài định đi giáo hóa, nhưng mà ngài tính nhập diệt thọ tưởng định, tức là bỏ sát. Ngài thấy chúng sanh không thể đi giáo hóa được, vì cái đạo của ngài nó đi ngược với dòng đời. Ngài bỏ cái bát của ngài xuống sông Niêm Ly Kiền, nó chạy ngược với dòng sông. Thì chúng ta nghe nó có vẻ mâu thuẫn, có vẻ thần thông, nhưng mà sự thật nó vậy. Đạo Phật nó đi ngược dòng đời, mà đi giữa dòng đời chúng sanh làm sao tu được. Chúng sanh sống như cái thói quen, mà trong tứ diệu đế đó, thì nền tảng đạo Phật chỉ có tứ diệu đế thôi. Nhưng mà khi khai triển ra theo cái quan điểm đó thì thành ra tiểu thừa, thành ra đại thừa. Tiểu thừa là y tứ diệu đế, không dám thêm thắt gì hết. Thành ra thường nói là y kinh giải nghĩa là tam thế Phật quan. Còn đại thừa thì thêm thắt tùm lum. Thì ta nói nếu mà ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết thì phải hiểu cái chỗ đó. Nhưng mà nếu không có đại thừa thì chúng ta không thể trả lời hết tất cả những câu hỏi của ngoại đạo. Thành ra cái đại thừa thường thường là đại chúng bộ, tức là những tăng sĩ trẻ có lẽ đi giao thiệp với các tôn giáo bạn rồi, bên đó cả chặt vấn rồi, có nhiều chỗ bế tắc. Thành ra các ngài phải lấy tứ diệu đế để mà phát triển ra cho nó rộng. Nhưng mà nếu bỏ tứ diệu đế thì ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết đấy. Còn nếu mà y kinh thì giải nghĩa theo bên tiểu thừa thì có nhiều câu trả lời không được. Chẳng hạn như bây giờ bên tiểu thừa thì có 6 căn, 6 trần, 6 thức thôi, không có thân trung ấm. Thành ra bên tiểu thừa không có bây giờ trai tăng, không có thức thứ 1, thứ nhất, thứ nhì, thứ 7 gì hết đó. Chết là đầu thai, chỉ có cái không có mặt na, có 6 thức: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, tiệt thức, thân thức và ý thức hết rồi. Còn cái sức mạnh của ý thức nó kêu là nghiệp. Thì đại thừa kêu đó là mặt na. Và cái kho mà chứa những kinh nghiệm kiến thức đó thì đó là ai là gia, bên tiểu thừa không có nhận cái đó. Khi chết rồi là đầu thai liền. Cũng như cái lượng sống khi nó lên nó xuống là cái sức mạnh của khát ái, của tư tưởng. Thì cái đó kêu là nghiệp đấy. Nó bắt đầu tạo cái lượng sống mới, chứ không có cái kho gì chứa hết. Quý vị coi lại cái kinh tiểu thừa, nhất là cái nguyện Đức Phật và Phật Pháp của Narada, toàn là nghiệp cảm dương khởi không, mà nói rất rành. Và coi là di diệu pháp. Thì thôi sao chúng ta có thì giờ rảnh, chúng ta so sánh giữa di diệu pháp và di thức. Diệu pháp thì nó có tất cả đạo Phật thì có tâm dương, tâm sở, sắc pháp, và vô di pháp có 4 cái thôi, còn hết tất cả đạo Phật. Bên di thức thì khác hơn một chút, thì chính cái khác này mới giết chết, mới là những khác nhau giữa đại thừa và tiểu thừa. Bên di thức cũng tâm dương, tâm sở, sắc pháp, nhưng có thêm cái bất tương ưng hành pháp và vô di pháp. Bất tương ưng này nhức nhối này, tôi đọc vô tôi có không hiểu gì hết. Tại sao lại có cái pháp gì kỳ khố vậy? Bất tương ưng hành là sao? Thì sắc, tâm dương, tâm sở, sắc pháp thì mình dễ rồi. Tâm dương họ sanh ra tâm sở, tâm dương là chúa tể, tâm sở là các quan quân. Một cái nước ông vua mà không có quan quân này kia dân mà làm sao thành nước được. Thì tâm sở nó lệ thuộc vào tâm dương thì hiểu rồi. Và tâm sở, tâm dương hợp tác nhau tạo ra cái sắc thân này là sắc pháp, danh sắc. Thì dễ hiểu rồi, thì nó tương ứng với nhau. Thành ra tâm dương, tâm sở, sắc pháp là tương ứng. Rồi lại sao có một cái bất tương ứng là cái gì? Nhức nhối, nhưng mà tìm không ra. Và tất cả các đại sư từ xưa đến Đường Đại Viên là 600-700 năm về trước, ông giải thích thì theo tôi thấy là thì sau này dứt hạnh rồi thanh từ rồi giảng y chang như vậy thôi. Giảng được có một cái đắc thôi, đắc mạng can, chúng đồng phận, vị sanh tánh, thì dài dài. Mà giảng được một cái đắc thôi, là nó phi vật lý, phi sinh lý, phi tâm lý. Thì nếu giảng như vậy rồi thì bế tắc. Có ngày giảng được có một cái là đắc thôi.
Đất là được cái xác thân này. Được thì nó không thuộc. Như tôi có đồng xu thì tôi nó thuộc về tâm dương, chứ có là nó thuộc về sắc pháp. Tôi được chứ được thì không, không thuộc về sắc pháp, không thuộc về tâm pháp. Sắc pháp theo khoa học đó thì là vật lý là sắc pháp, sinh lý cũng thuộc về sắc pháp, tới tâm lý thuộc về tâm dương, tâm sở. Thì bây giờ cái đất, cái được nó không thuộc về vật lý, không thuộc về sinh lý, không được về tâm lý, thì nó là bất tương ưng. Nhưng mà tôi cũng theo vậy thôi, mà tôi thấy là nếu nó không, không có rõ thì sao chỉ có mình Nghiêm Sương Hồng ông giảng độc đáo, ông giảng luôn 21 pháp. Thì thôi, gửi nào có ấy rồi chúng ta trở lại. Cái này tôi chỉ giới thiệu sơ thôi. Giờ chúng ta trở lại, đó là vấn đề của đạo Phật. Thì chúng ta thấy là nếu còn gặp nhau dài dài nữa, nếu đạo Phật đó, chứ quý vị còn gặp tôi 70-80 lần thì chúng ta mới đi sâu vào được. Tôi giảng tôi giới thiệu thôi, còn đi sâu là khó à. Thì là tôi giới thiệu đại khái nó như vậy thôi. Còn tìm hiểu cho sâu vào vấn đề đó thì chúng ta thấy chúng ta phải qua duy thức thôi. Đó, thì sau khi Đức Phật Ngài thấy được đạo Phật rồi thì Ngài tính không giảng, Ngài tính nhập diệt thôi. Thì chư thiên mới xuống tỉnh rồi Ngài dòm ra cái ao sen, thì Ngài thấy là có những cái cọng sen, cọng đói hoa sen nó nằm ở dưới đáy nước, có những cái nằm lên bên trên mặt nước, có những cái vượt khỏi nước. Thì Ngài thấy chúng sanh có nhiều lớp, thì thôi, ai đổ được thì đổ, ai không đổ được thì chịu thôi. Thì Ngài mới đứng dậy, Ngài nói thôi thì ai có mắt thì thấy bằng mắt mình, ai có tai nghe bằng tai mình, ai có lỗ mũi thở bằng lỗ mũi của mình, đừng có thấy mắt Như Lai, đừng có thở bằng lỗ mũi Như Lai. Thì Ngài ra dấu quá. Rồi cuối cùng chúng ta thấy đạo Phật cũng nhỏ bé thôi. Sau khi là tịch rồi đó thì hòa bình nó chỉ có 1,250 vị tỳ kheo, nước Ấn Độ rồi cũng mấy triệu người chứ đâu phải ít đâu. Còn cư sĩ thì đắc lai, lai là nhập lưu, nhất nhãn lai, bất lai, ít có ai đắc a la hán một hai vị gì đó, đó là ngoại lệ thôi. Chứ người cư sĩ không thể đắc a la hán được, nếu đắc a la hán là 7 ngày phải chết thôi. Thì cái đó tôi còn chưa mới hiểu đó, đó là cái 7 ngày phải phải bỏ xác, còn không là phải xuất gia. Thì cái đó mà trong kinh nhiều cái bí hiểm đó, mà không có giải thích. Nhưng mà nếu mà Lâm Hàng chúng sanh này nghiền ngẫm hoài, nó giải thích hết tất cả. Thành ra đi tới đi lui tôi có 15 Hàng chúng sanh thôi. Rồi quý vị gặp tôi thì cũng 15 hạng chúng sanh thôi. Rồi gặp nữa cũng 15 hạng chúng sanh thôi. Và mỗi lần chúng ta đi sâu vào á, chứ không phải là gặp, mỗi lần gặp là mỗi lần khác. Tất cả những câu hỏi trong Phật Pháp đều nằm ở trong đó hết. Nên thì chúng ta phải hiểu. Như vậy thì đạo Phật với đạo trời khác nhau như thế nào? Giữa tư tưởng, giữa trí tuệ bát nhã nó khác nhau như thế nào? Thì nếu chúng ta tự suy gẫm chúng ta mới thấy sự khác nhau. Còn không khéo là chúng ta lọt vào ngũ âm ma. Tất cả thế giới của tư tưởng đều nằm trong ngũ âm ma. Sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Toàn là thế giới giả dối không. Nhưng mà coi chừng hành quẩn như thức quẩn đây. Thức quẩn là nó nằm trong thế giới là sát na và chu kỳ. Còn hành quẩn cũng vậy, chu kỳ và sắc na, chỉ có sắc thọ tưởng ba cái này là hoàn toàn chu kỳ. Thành ra khi mình chết rồi đó thì sắc thọ tưởng gián đoạn liền. Tôi dừng chữ gián đoạn nha, chứ không phải mất nha. Gián đoạn tức là nó ẩn đi đó, nó sẽ chuyển qua cái hình thức khác. Tôi chuyển thôi, cứ như đất nước lửa gió thì sắc thân này trả về đất nước lửa gió đâu có mất đâu. Trong vũ trụ này không có cái gì thêm vào mà cũng không có cái gì mất đi, chỉ thay đổi thôi. Nhưng mà cái mạt na với cái a la da vĩnh viễn không bao giờ mất. Cái mạt na là cái khó nữa là chúng ta đã đi sâu vào đó. Hãy nó sao động thì nó thành chu kỳ, tức là thế giới nhân quả khác thôi. Mà khi nó đứng lặng rồi nó thành a la da, nó thuộc về vô minh, mà không phải a la da, một phần của a la da thôi, tức là vô minh. Cái chỗ này là khoa học đầu hàng không hiểu được. Mà chúng ta thấy nó khó hiểu, sau này chúng ta sẽ đi giảng sâu vào.
Còn A Lại Da nó thì luôn luôn nó đứng lặng và chuyển biến. Thì A Lại Da nó là cái vô lượng vô biên, nó là cái dòng nước. Còn Mạt Na có lúc nó là sao động thì nó có không gian thời gian, lúc nó đứng lặng thì nó trở vô A Lại Da. Thành ra khi mình chết rồi thì Mạt Na mất đi phân nửa. Một cái phần nữa đó là nó chấp sắc thân, thọ cảm, tư tưởng là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Còn cái một nửa kia nó ôm lấy kinh nghiệm, kiến thức, ký ức trong A Lại Da làm ta, của ta, tự ngã của ta, thì cái này còn. Ba mới kinh nghiệm, kiến thức, ký ức của mình nó vào trong A Lại Da rồi, thì nó thành năng lực dưới hình thức chủng tử. Chị nghe cái này chắc hơi khó hiểu, năng lực dưới hình thức chủng tử. Nghĩa là nó là những cái điện tử, nhưng mà do vô đó là nó biến thành năng lực. Thành ta kêu nó là vô minh, trạng thái mờ mờ. Khi nó sao động rồi đó thì nó biến thành chủng tử. Thì chủng tử đó kêu là Mạt Na, có hình, có tướng. Khi nó đứng lặng rồi đó thì cái tướng biến mất, không gian hóa giải. Cái tướng là không gian, cái hình là thời gian, không gian bị hóa giải vào thời gian. Thì chúng ta phải hiểu cái này nó khó. Thành ra cái đạo Phật nó khác với cái đạo người trời. Đạo Phật thì lấy cái đứng lặng bất biến là cái nước làm cái nền tảng. Thành là cái lối tu chỉ là nhận lại thôi, chứ không có cải sửa. Còn lối tu của người trời là phải cải sửa. Chút nữa chúng ta trình bày ở trên đó bằng để mắt thấy tai nghe thì chúng ta thấy sáng tỏ hơn. Còn không là chúng ta thấy khó hiểu. Chúng ta thấy khó hiểu. Thành ra thường thường trong cuộc sống chúng ta đó, chúng ta cứ đổ thừa cho hoàn cảnh bên ngoài thì có đó đúng thôi. Nhưng mà đúng theo người trời chứ không phải đạo Phật. Chẳng hạn chúng ta thấy sắc, tài, danh, lợi, ăn uống, ngủ nghỉ, hay là nói cách khác là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, mấy cái đó cám dỗ mình. Nó làm sắc, sắc đẹp hay sắc cái gì mà thích thú ra, cái đó là do sắc nó cám dỗ mình. Tiền bạc là do tiền bạc cám dỗ mình. Thì chính Đức Phật cũng giảng thôi. Nhưng mà khi giảng cho cái căn cơ đó thì Ngài phải nói vậy thôi. Ác nghiệp chi mi lắm rước tiền, mi làm nhân loại quá nó đi, mi tô nước mặt đen thành trắng, mi khiến nhân tình thẳng quá xiên, dài dài. Thì do tiền làm cho mình tham, do sắc đẹp làm cho mình tham, thì có đó đúng thôi. Bây giờ muốn hết tham thì tôi phải lánh tiền, đừng cầm tiền, đừng giữ tiền nữa. Hoặc là lên những cái cảnh giới nào không có cần tiền. Chẳng hạn như cõi người, cõi trời dục giới thì còn xài tiền. Cõi rồi sắc giới nhập định, thủy lạc, không có xài tiền nữa. Như vậy hết dính mắc chưa? Thì hết rồi. Nếu tôi tham tiền mà tôi không có tiền, không giữ tiền, tôi lấy cái gì mà tham? Nếu tôi không tham sắc, tôi tham sắc mà tôi lánh xa sắc đẹp, tôi lấy cái gì mà tham? Nhưng mà theo đạo Phật cái đó chưa chấm dứt. Cái nhân còn, cái lòng tham là do cái tâm của mình chứ không phải do ngoại cảnh. Người cha chửi tôi sân thì tôi tại người đó chửi. Có khi mình vô cớ bị chửi chẳng hạn, đi sáng sớm mình ra ngoài nó chơi gặp đứa bé lại đâu, nó gặp mình nó thấy mình giống giống người thù nó tương tự, nó bắt đầu nó chửi, nó đào má con cố con cha mình nó chửi. Thì cái này ai mà không sân, ai mà không giận. Nhưng mà nói là tại thằng bé nó hỏi tại bữa nay sao mà cô sân quá vậy, nó thằng bé mất dạy, không nó chửi con thôi, con không làm mà con không quen gì nó hết. Như vậy có đáng giận không? Thì theo người trời là đúng như thế. Vô cớ mà chửi mình thì tất nhiên là đáng sân, con đánh nó đó. Kiểu con ai nhốt nó, vô cớ mà mạ lị người ta, mất cái danh dự của người ta. Thì chúng ta thấy là đúng thôi. Nhưng mà theo đạo Phật là sai. Chính mình làm cho mình sắc. Mình tham sắc chứ không có sắc nào mà quyến rũ mình hết đó. Sắc nó có quyền quyến rũ, nhưng mình mê nó, mình chiếm hữu nó hay không. Tiền cũng vậy, mình cầm tiền mình mê tiền chứ đâu phải tiền làm cho mình mê. Nếu tiền làm mình mê, sắc làm cho mình mê thì Đức Phật Ngài cũng mê thôi. Cái này để tiền bạc đối với Đức Phật, sắc đẹp đối với Phật Ngài tỉnh véo. Như vậy cái gì làm cho mình mê thì mà nói chính mình.
mà cái gì của mình mới được. Hóa lẽ sắc thân này, tôi nói là cảm giác cho tôi thấy tiền, tôi thấy thích, thì chính cái thích này làm cho tôi mê, phải không? Thích cũng đâu có làm ai mê, tôi thích nhưng mà tôi có chiếm hữu đâu. Thì chính cái tư tưởng này, tôi phân biệt hãy tiền là có tiền mua tiền cũng được, tiền là mạch máu của cuộc sống. Có tiền tôi sẽ giàu sang, vợ vợ đẹp, con ngoan, tôi muốn hông đa, muốn nhà lầu, cái gì cũng có, miễn có tiền là có. Do cái tư tưởng phân biệt này tôi mới có lòng tham. Thì cái này mới đúng, chính là cái tư tưởng mình. Mà tư tưởng ở đâu có? Chúng ta phải thấy cái đạo Phật là phải đi sâu xuống. Phải muốn bắt tụi ăn cướp thì phải biết cái ổ của nó. Muốn bắt tụi cọp thì phải biết cái hang ngõ ngách của nó. Còn người trời thì thấy không rõ giọt xuống. Nãy tôi tham mà giờ tôi muốn không tham thì niệm Phật đè nó xuống. Nam mô Phật 1, Nam mô Phật 2 rồi đè nó xuống. Rồi sao? Quán vô thường vô ngã khổ đau giọt chạy lên, xách xe đạp chạy, hoặc đừng gần tiền, đừng gần sách nữa. Hoặc là tu lên khỏi trời sắc giới, hưởng hỷ lạc thôi chứ không cần xài tiền, không chiếm hữu bên ngoài nữa. Như vậy hết chưa? Suốt đời tôi không cần dùng tiền, tôi không cần ăn uống, không cần sắc thân hương vị xúc pháp, không cần sắc tài danh lợi nữa. Nhưng mà tôi còn khoái cái hỷ lạc, khoái cái cảm giác thì cũng là hình thức trói buộc nữa. Thành ra chúng ta thấy cõi đời này, hồi ngoại đạo nó là như vậy đấy. Rồi nó dọt tới cõi trời sắc giới rồi, nó thấy cõi sắc giới còn ham cái cảm giác thì cũng còn kẹt. Qua tới tứ thiền, qua tới tứ không. Hư không vô biên là thân là hư không, tư tưởng là hư không, hoàn cảnh chung quanh là hư không, chỉ còn có hư không thôi. Tạo cái hư không chìm đắm trong đó, thì đâu còn cái gì nữa tham, không còn chiếm hữu bên ngoài, không còn chiếm hữu bên trong. Không ham sắc thân bên ngoài, không ham cảm giác bên trong, chỉ còn cái mông lung của tư tưởng thôi. Tư tưởng là cha nội của cái trói cột, mặc dù nó như thế. Nhưng mà tôi còn tưởng tượng thì cái tưởng tượng này cũng còn bỏ cái này bắt cái khác. Cái này là cái cõi trời khó thấy được. Chỉ có mình Thái tử Si Đạt Ta trong 49 ngày mới thấy được cái chỗ này. Mà nếu thấy như vậy thì bỏ hư không vô thức vô biên. Thức vô biên thì vô lượng vô biên đấy. Nhưng mà còn đứng lặng chuyển biến. Mà đứng lặng thì không có tướng, mà chuyển biến thì có hình. Thành ta có cái sát na. Sát na là đời này phi không gian, chỉ có thời gian thôi, chỉ có cái nhận thức mà không có đối tượng nhận thức. Thì cái này thuộc về nhập lưu, nhất nhận lại mất lại. Nhưng mà cũng còn kẹt, còn chân vọng hòa hổ. Cái ngày thấy đó, ngày mới giọt lên nữa, chạy lên tới vô sự nữa, là giống như như A-la-hán. Nơi đây phi không gian, phi thời gian, mà không có không gian, không có thời gian, thì còn ở sự yên lặng lặng lẽ thôi. Còn nước cái nước bàn tinh tịnh, ở đây không có hình, cũng không có tướng, không có không gian, không có thời gian, không có nhận thức, không có đối tượng nhận thức, toàn thể chỉ là sự yên lặng của dòng nước thôi. Thì đây đúng rồi, nước bàn tinh tịnh. Nhưng mà rồi đó thì cái sao động nó lại sao động nữa, cái này mới tạo ra cái nước bàn tinh tịnh giả để mà duyên vào đó. Vì cái lõi của tư tưởng là cái lõi sao động, thì làm gì làm rồi nó cũng sao động thôi. Nó đè nén xuống cũng như cái dòng nước vậy. Khi mà đè cái sóng xuống, nó không còn sóng to nữa, còn sóng lăn tăn, thì người ta thấy được cái dòng nước. Rồi cái dòng nước khi nó chảy xiết rồi nó đứng lặng bất biến thì đó là nước. Thì khi mà cái tâm thức mình yên xuống rồi mình thấy hết. Nhưng mà thấy rồi nó lại sao động nữa. Nó phải nhập định cho kỹ, cho lâu, cho sâu, thì thoáng thấy rồi nó cũng lại sao động nữa, thì cũng lại mất nữa. Thành ra nó tạo ra cái giả. Thì chỉ có Thái tử Si Ra mới thấy cái chỗ này. Rồi cuối cùng Ngài mới nhập định, Ngài mới tìm thấy. Trừ cái căn bản cái đó đó, là không phải có pháp chỉ quán, không phải đối trị đè nén xuống là quán vô thường vô ngã khổ đau rồi nhảy giọt lánh nó, hoặc là vượt lên cao. Cái pháp tu tiến hóa, pháp tu đối trị, pháp tu cải sửa,
pháp tu đè nén không đưa tới giải thoát được, thành đã chết rồi sanh về cõi tốt hơn, bỏ cái xiềng sắt xiềng cây qua cái xiềng vàng xiềng kim cang, nhưng mà vẫn là xiềng thôi. Thì thời bấy giờ sáu ngày tôn giáo không tìm, không nhận thấy chỗ đó, mà khi nhận thấy rồi không biết làm sao thoát. Bây giờ làm sao đạt cái giải thoát niết bàn, đừng có dính mắc ha. Mà làm sao đừng dính mắc thì lại là dính mắc rồi. Làm sao tức là tìm một pháp môn, tìm một phương pháp, thường một cách thay thế nữa. Thì bỏ cái xiềng này thay thế cái xiềng cao thượng hơn, thì vẫn là xiềng đó. Mà chúng sanh thường thường đặt cái chữ làm sao. Chúng ta thấy sau này đó, các vị tổ cũng kẹt vào trong cái đó. Chẳng hạn như nổi tiếng nhất là Triệu Châu cũng kẹt vào trong cái làm sao. Nhưng mà người ta nhờ người ta bất mãn, người ta thao thức, người ta tha thiết, người ta đặt cái sanh tử lên đầu, nó ăn nằm với nó, chứ không phải như mình bây giờ. Thấy tử si đạo ta cũng vậy. Những người như vậy mới có thể nhận thấy được cái diễn biến của tư tưởng, cái hốc búa của tư tưởng, cái xảo trá của tư tưởng. Phải đè nó này, cái nó nổi vào bên khác. Nó là 72 phép biến hóa. Nó biến cái này nó qua cái khác. Mà chúng ta cái đè cái chỗ này nó chạy qua cái khác, đường cái này nó chạy qua cái khác nữa. Thành ra chúng ta thấy cái Viễn Tây Du Ký rất hay. Nó là tượng trưng cho Tề Thiên Đại Thánh 72 phép biến hóa. Xuống địa ngục, diệt hết địa ngục, nghĩa là không còn sanh gì đó nữa. Nhưng mà đè nén thôi, mà lên cõi trời rồi làm ông trời. Tề Thiên Đại Thánh mà, Tề là bằng trời luôn, ông trời nó đánh không lại. Cho tới Đức Quan Âm, Âm thì bắt được thôi, nhưng mà nó cũng chạy đó. Bắt được rồi đưa cho Thái Thượng Lão Vương là Lão Tử vậy đó, nhốt vào trong cái lò tỏa quái, nó cũng đâu có chết. Đổ ra thì nó nằm ở trong cung tốn này, cái này giỏi hay lắm á, cái lý này lắm. Càng cảm cấn chấn tú ly cung đoại, rồi là bên tiên đấy. Vì thôi đâu có tu tiên. Đó thì sư tưởng nói tiên là thứ gì nha. Lúc gì đó sao thấp hơn lúc Phật một chút thôi đó. Nên tu tiên mà qua đạo Phật thì mau, mà dễ gì qua, từ cao chết luôn. Như nhà bác học bây giờ mà qua đạo Phật thì mau. Nhưng mà dễ gì qua. Khi có những kinh nghiệm kiến thức, cái đó công đạo Phật kêu là sở chi trướng, tức là nằm trong A Lại Gia, những kinh nghiệm kiến thức nó đang nó chụp mũ cuộc sống này. Cuộc sống vốn không có kinh nghiệm, nó chỉ vào cái dòng nước cho chảy đâu, rồi mình đem kinh nghiệm nó chụp thành những cái lượng sống, rồi mới bắt đầu quan sát những cái lượng sống này. Thành ra khoa học sai từ ngay từ đầu, có nhận thức, có đối tượng nhận thức. Tôi muốn tìm hiểu nước là gì thì tôi đứng ra ngoài khách quan để tôi tìm hiểu nước. Thì đạo Phật nó lầm rồi ngài ơi. Nước là chủ quan, nước vô ngài tạo ra. Ngài tạo ra cái chuồng lồng rồi ngài quan sát cái chuồng lồng, ngài phân tích tổng hợp nó. Mà cái đó là của ngài tạo ra, toàn thể thế giới này từ địa ngục cho tới phi tưởng toàn là chủ quan, không có cái nào khách quan hết. Mà khách quan thì sự vật nó không có hình, không có tướng, chỉ là một cái dùng màu quan thôi. Thì đó sau chúng ta sẽ đi tới cái đó. Thì chúng ta thấy là cái đạo Phật rất khó. Thì chúng ta thường đặt cái chữ làm sao. Mà chúng ta không ngờ cái chữ làm sao là chúng ta đặt thành vấn đề. Mà chấp nhận cái chữ làm sao là chấp nhận vấn đề. Rồi tìm cách giải quyết vấn đề. Thì ngay cái đầu đã là sai rồi. Cuộc đời tự nó không có vấn đề. Mà chúng ta cho cuộc đời là khổ. Thì đã có vấn đề khổ rồi. Chúng ta bây giờ có rất nhiều vấn đề. Thế giới bây giờ có rất nhiều vấn đề. Quả địa cầu này nóng sắp sửa nổ. Bây giờ làm sao đem cái hòa bình cho thế giới. Thì chính các nhà tiến sĩ Phật khoa mày cũng vậy. Đem đạo Phật vào trong cuộc đời. Làm như đạo Phật với cuộc đời là hai. Giờ đem đạo Phật vào cuộc đời để đem lại hòa bình cho thế giới này. Dốc không có cái vụ đó đâu. Mà là tiến sĩ Phật khoa đấy. Bây giờ rần rộ đem đạo Phật để áp dụng vào cái thế giới này cho thế giới hòa bình. Không bao giờ hòa bình đâu. Nếu hòa bình thì Đức Phật sanh ra là đã hòa bình cho Ấn Độ, đâu có hòa bình. Tần Bà Sa La bị A Xà Thế giết Phật tiêu Phật, còn đó có cứu gì được đâu. Như Lưu Ly đem quân diệt dòng họ Thích,
Đức Phật cản ba lần không được chết hết. Đức Phật có đem hòa bình cho thế giới mà giờ có nước Ấn Độ không mà Đức Phật còn đem hòa bình không được. Như vậy hòa bình cái gì? Hòa bình 1250 vị tỳ kheo nhỏ béo thôi. Nãy mình đắc gọi là Hán rồi, thế giới này có chiết nhau lên cả thước máu thì về A Lán vẫn hòa bình thôi. Là do cái nhận thức của mỗi người chứ không phải qua hoàn cảnh. Thì chúng ta học đó, thân khẩu không ăn thua gì hết, mà chính cái ý mới là quan trọng. Có ý là có tội có phước, có ý là có nghiệp. Còn thân với khẩu chỉ là nhân quả thôi. Chiều nay trả cái bài nhân quả là nghiệp đó. Sáng nay chiều là quý vị trả, hôm trước tôi giảng nhiều lần lắm rồi. Quý vị phải làm nhân quả và nghiệp trong 15 mạng chúng sanh. Đúng ra mỗi người phải mỗi lần, nhưng mà chỉ hai người thôi, một bên tăng bên ni đại diện. Nếu ngon nữa thì nói thuộc lòng như tôi vậy thôi, còn nếu ngon thì cầm cái tờ giấy mình làm. Nhưng mình phải mình làm à, chứ không phải có người khác đưa mình đọc à. Cầm cái đó đọc. Chỉ hai vị là bị thì giờ chính ta không có. Còn giờ thời giờ có là phải mỗi người mới làm. Ở dưới Trà Vinh tôi bắt mỗi người mới làm, nhưng mà tôi cũng trả hai ba người thôi. Nhưng mà phải nộp cái giấy cho tôi để coi cái trình độ làm sao tôi mới giảng sâu được. Là tôi khó khăn á, tôi thì hơi khó thiệt, quý vị thông cảm cho tôi. Nhưng mà không vậy là không giảng tới được. Cái lớp mở nhớ lớp 1, lớp 2 mà chúng ta không qua thì giảng lớp 5, lớp 6 thì chết. Quý vị nghe gì qua lỗ tai này, qua lỗ tai này kia. Rồi tới chừng quý vị lập lại được thì như tôi trả hôm trước đó, thì quý vị thấy là cái thấy nó không thuộc về điều kiện. Mà có sự vật cũng thấy, mà không sự vật cũng thấy, cái nghe cũng vậy. Vì sự nghĩ vậy là đắc quả nhập luôn. Còn lâu, cái nó nhập hữu thôi, nó phải nhập luôn. Cái đó là cái hiểu biết do sở tri trướng, là kinh nghiệm kiến thức tôi giảng rồi, giảng lần thứ hai, thứ ba quý vị trả lời trót lót. Còn mới đầu thì quý vị trả lời trật lót hết. Nhưng mà nghe qua là có kinh nghiệm kiến thức trong ai lại ra rồi, về nghiền ngẫm này kia rồi, có cái hiểu xong. Nhưng mà từ cái hiểu đó qua cái sự chứng đắc còn lâu. Tôi hồi xưa cũng lầm vậy đó, bây giờ tôi mới biết là, bây giờ tôi nói tôi không có đắc quả thánh nào hết đó. Rồi khi đắc quả thánh rồi mà giữa người trời dục giới với nhập lưu quý vị phân biệt không được. Rồi giữa sơ thiền, nhị thiền, tam thiền với quả nhất dẫn lai thánh thứ hai cũng không biệt không được. Rồi tứ tứ thiền sắc giới tứ không với bất lai phân biệt cũng không được. Cái đó phải có bậc đạo sư, những người là thiện trí thức hoặc qua rồi, khi mình hỏi người ta mở cho mình. Khi mình lọt cái người ta kéo mình ra. Còn bây giờ lọt cái lọt sâu vào ngũ âm ma, bao nhiêu tu hành là cuối cùng sẽ trở về cõi trời hết. Tôi có đem mấy cái quyển đó theo thì tôi xin thưa trước là sau khi tôi chỉ dẫn những cái cốt lõi của đạo Phật, chúng ta sẽ đem cái cốt lõi này để đi nhìn vào các vị pháp sư đang giảng bây giờ, tứ niệm xứ, minh sát tuệ, tịnh độ, thiền tông. Đây không phải chỉ trích nha, tôi xin thưa trước tôi cũng chưa đắc quả gì. Nhưng mà nắm cái cốt lõi này chúng ta chiếu dọi vào đó để thấy cái chưa có sáng tỏ của các ngài, để rồi chúng ta đừng đi theo con đường đó. Tôi thấy đây là đường tứ niệm xứ, nhưng mà tứ xứ người trời thôi, chứ còn có bác nhã không, không có qua nổi. Rồi khi qua quý vị không thấy quý vị lòng, cái bánh vẽ quý vị do mình chứng đắc nhập lưu không phải dễ chứng đắc đâu. Thì chứng đắc rồi nó phải có một sự chuyển biến toàn diện con người mình. Thì có đó mày mình thầm hội với những vị đi qua người ta biết thôi. Khi người ta hỏi mình trả lời thôi thì người ta nhận biết. Còn tôi không biết à, tôi nói trước. Tôi không biết có đắc gì chưa, tôi cũng không biết. Tôi giờ cũng ngờ ngờ giữa nhập lưu với người trời dục giới. Thành ra bây giờ tôi đưa cái bánh vẽ cho quý vị. Mai ra quý vị lọt vào ngũ ma, quý vị biết con đường ra. Chỉ vậy thôi. Tự mình tu, tự mình biết thôi. Chứ bây giờ đâu có thầy, bây giờ biết ai làm thầy bây giờ. Với cái ngu si mình đi tìm ông thầy, thì ông thầy cũng ngu si đó. Thì chúng ta phải hiểu nó. Rồi thì quý vị để ý là cái giữa người trời với cái đạo Phật đó, thì đạo Phật là không có điều khiển. Còn người trời là phải đủ duyên nó mới phát hiện được. Cũng như chúng ta thấy là như con mắt của người trời phải đủ 9 viên, thiếu một viên cũng có, cái thấy không có.
là một là con mắt tốt, hai là đối tượng con mắt bình thủy hoặc là cái đồng hồ hoặc là cái micro là hai duyên. Cái thứ ba là phải có ánh sáng. Nếu tôi thôi là không thấy, thì tôi nói về người trời nha, thấy thứ tư tưởng đó. Cái thứ tư là phải có khoảng cách, đưa cái bình thủy sát con mắt tôi là tôi không thấy. Đó là bốn điểm. Cái thứ năm là phải có tác ý, mặt nạ phải xem vô, cung cấp chất liệu. Đó là năm điều đó thì cái cảm giác mới phát hiện, cái thấy mới phát hiện. Nhưng mà thấy rồi còn phải phân biệt chứ. Thì cái thứ sáu là phải có tư tưởng. Phân biệt nó phê phán này kia, nó đặt ra ông quân sư này nó rồi. Cái thứ tám đó là phải có cái kho chứa. Cái thứ chín là phải có chủng tử. Khi làm chủng tử kinh nghiệm như thức nó lọt vào trong nó thấy đủ chín duyên. Còn đạo Phật liệt không cần duyên nào hết. Nghĩa là chín duyên nó vẫn thấy, mà tám duyên vẫn thấy, bảy duyên vẫn thấy, mà sáu duyên vẫn thấy, mà năm cũng, mà không có duyên nào hết nó cũng thấy. Chín duyên là mất hết thì cái thấy nó vẫn còn. Thì cái này không phải là mình, không phải là bất cứ cái con cái gì nữa. Nó không sanh, không diệt, không thêm, không bớt, không dơ, không sạch. Mà chính trong cái bài chân như của Đức Tôn Sư mình có. Cái có là cái không giữ gìn. Cái lớn là cái không xem thấy. Cái nhiều và cái không suy luận. Cái thật là cái không hình tướng, bốn cái. Cái không hư hoại là chân như vỏ trụ. Năm cái này thì năm cái này ông Huệ Năng cũng có nói. Nào ngờ tự tánh mình vốn không sinh diệt. Nào ngờ tự tánh mà vốn tròn đủ thì có sự trụ có giống mặt trời thôi. Thì bây giờ tôi xin viết ở bản để quý vị thấy. Rồi chúng ta có bản thì quý vị thấy dễ hơn. Thì nó có tất cả là năm cách nhìn. Cái nhìn là quan trọng nhà tôi, chúng ta kêu là cái tâm. Thì vọng tâm có bốn đường ác, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a-tu-la. Vọng tâm có bốn đường thiện là cải sửa đấy, tức là cõi người, trời dục giới, trời sắc giới, trời vô sắc, bốn đường thiện. Thì cái này đều là nằm trên sống thôi. Thì đó là hai cách nhận thức rồi, hai cái nhìn, hai cái quan điểm rồi. Một cái thứ ba đó là của nhập lưu nhất vãng lai bất lai, đó là cái dòng nước. Thì thôi để chúng ta viết ở bản chúng ta thấy nó rõ hơn. Thì chúng ta thấy thời điểm dụ nha, nước đang điểm vô được thì nó là vô lượng vô biên nha. Rồi ở trong cái dòng nước này thì chúng ta thấy là sống ra nổi lên. Có vô lượng lượng xấu thì lượng xấu này đó, nếu không có lượng sống xấu đê tiện hèn hạ thì chúng ta kêu là muốn lượng hạ. Tức là xấu đê tiện nó còn muốn lượng thiện. Thì chúng ta kêu là cao thượng, tốt, đại khái như vậy. Thì cuộc sống chúng ta bây giờ ở trong này, nếu quý vị không tu, quý vị sống ngoài đời hay là vô cây tu, quý vị không nắm được thì quý vị phải sống hai cái này thôi. Tức là bốn đường ác, thì tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a-tu-la, quý vị sống trong bốn đường ác. Rồi nếu quý vị có tu, quý vị không nắm được đạo Phật thì quý vị sẽ cải sửa. Thì người này đứng ba giới đó, thì là siêu trưởng đó. Trời dục giới là đứng năm giới đó. Trời sắc giới là tám giới, trời vô sắc là mười giới. Quý vị có như thế xuất gia rồi nếu mà không nắm vững được tu vậy thì cái này còn kêu là chuyển nghiệp. Từ cái nghiệp ác là chuyển qua nghiệp thiện. Thì quý vị giờ đâu đứng năm giới, không được ba giới. Sắc sanh, trộm cắp, tà dâm, phải trời dục giới, thêm
không nói dối, không cứu được, tôi dùng khắp cách xa nhất là được. À, thì quý vị sao vậy? Những gì biến mất vào chỗ nào thì đầu thai vào chỗ đó. Quý vị mà đậu đó thì mấy người đậu đến quý vị chết đi sao giờ đây là cứu người nhậu. Bây giờ cũng vậy, quý vị đi đâu thì muốn kiếm quý vị là vô coi xóm nhậu thì đậu. Còn quý vị cầu bạc đó thì người cầu bạc đến nhà quý vị, đến nhà kiếm không gặp quý vị vô sờ ngoài nhậu. Còn người Phật tử mà không gặp thì phải vô trong tỉnh xá vô chùa nhậu đó. Thì lúc sau sao thì chết vậy. Cái ai ra như trước chủ tử đó thì nó sẽ đi tìm cái đầu thai đó. Thành ra Phật học Đức Phật nó đừng vô coi thì có sợ đến chết. Muốn biết rồi đó đầu thai đầu đó cứ coi cái số người. Thì nó cái gì phải quan trọng cái hiện tại. Hiện tại nó đồ có cái quá khứ là thế này, hiện tại là cái bảo. Mà quý vị không muốn mà có quả xấu thì quá khứ đây do cái nhân xấu được. Để giao hộp tranh rồi thì chúng ta nó phải hưởng cái tranh. Mà quý vị không muốn hưởng cái tranh thì quý vị đốn bỏ hoặc quý vị tha những đường để uống hoặc là làm chân đúng. Rồi quý vị sẽ đừng hiện tại đừng có chồng hộp tranh rồi. Mà chồng phát xanh thì mất rồi, đúng không? Thì tương lai quý vị lo rằng là tương lai quý vị đừng có mong tương lai. Tương lai sẽ đến tốt đẹp hơn. Thành ra cái cõi người trời lấy cái hiện tại là các bạn. Cái hiện tại hiện tại là cái quả của quá khứ. Cái nhân nó sẽ trổ vào hiện tại. Thì quý vị sửa cái nhân, sửa cái quả thì cái đó kêu là chuyển nghiệp. Chứ đạo Phật không có chấp nhận vấn đề ở ngoài là kêu là thiên mệnh, phải trời đặt định sao thì theo vậy thôi. Thì ở ngoài là họ cùng như vậy, là có một số phải sửa nhưng mà nó cũng không phải là đạo Phật phải sửa, tức là mình ở muốn được án gì đâu. Bây giờ bắt đầu hiểu ba giới năm giới, bắt đầu niệm Phật hít vô thở ra đến từ một, hít vô thở ra đến thứ hai, rồi hít vô biết là biết, thở ra là biết, hít vô nắm biết. Mà nếu quý vị làm được như vậy thì quý vị lên khỏi trời dục giới. Chút nữa chúng ta giảng xong rồi đó. Cái này là chưa có nối liền được. Rồi sau quý vị liệu tám giới thì quý vị nối liền tầm sát để đạt thành tầm sát, đó là sơ tiền. Thì quý vị xả ra theo thì quý vị bỏ cái tầm sát, quý vị chỉ còn hỷ lạc tự tử xả quý qua nhị thiền. Rồi quý vị bỏ cái hỷ luôn chìm đắm cho cái lạc tự tử, quý vị qua cái tâm thì rồi bỏ luôn cảm giác, bỏ luôn sát thân, chỉ còn cái tư tưởng bình tĩnh vững vàng, tức là tự tử xả nhất tâm thì quý vị qua tứ thiền. Thì cứ theo cái lối liền của sát lối và của sát cái này sao nó chúng ta vẫn chỉ là quý vị muốn qua là quý vị phải liên thực tỉnh. Còn nếu đạo người trời quý vị phải đòi hòa với sự sợ quý vị giọt thì có hai cách giọt. Một là chỉ, tức là được đè nén kỹ nặng lâu sâu xuống. Mà đè nén mà không quá nó thì nó nổ. Nó nổ lớn, cứ bình xuất ra. Khi mà nấu nó sâu rồi quý vị cứ bình đừng cho khói hơi nó ra. Bình tới cái nước nặng nó chịu không nổi, nó nổ nguyên cái bình. Nó tan tầm hết. Thành ra Đức Phật mới dùng cái quán. Quán là quán vô thường, vô ngã, khổ đau, rồi chỗ bỏ khỏi này lên khỏi khác. Thì ở trong đạo Phật, ở ngoại đạo thì nó có hai cách thôi. Một là tu chỉ không. Tức quán, chứ cậu nói là cái chỉ mà không có quán là không có. Tứ thiền tứ không là định. Kêu là tứ bát định. Bát định là tám cái định mà trong đó không có quán là sai. Nó vẫn có mà nó nguyên về cái định nghiệp. Thành ra để đi vào thành công. Thành ra lọt vào mọi đạo. Lên cái tứ thiền rồi đó thì đi qua tứ không. Còn sau Đức Phật mới đạt ra cái tứ niệm xứ. Thì con người rồi nhưng mà nguyên về quán nghiệp thôi. Hết có chỉ. Thân quốc cảnh, hòa chung khổ, tâm vô cùng, pháp vô cùng. Chúng chúng ta đi sâu rồi. Cái này là khó quá, ít có chỉ đâu. Mà nếu không chỉ làm sao quán được. Nếu chúng ta đi vào chỉ nhiều thì chúng ta sẽ không trọng. Phải có thêm quán để giữ cái vô thường. Còn nếu chúng ta đi quán nhiều mà thiếu chỉ nó tán loạn. Thành phải giữ hai cái vô thường. Nhưng mà sớm nghiệp sức chúng ta đều lưu cho trong kinh hóa. Đó là
Đức Phật đặt ra mà đó chưa có, hay đó chỉ tư tứ tiền thôi. Thì tôi chỉ là đó là ông một tiền đi để tôi cái đề có thành công. Còn tôi quá nhiều quá thì cái đó là sai lầm đó. Thì trong trong bộ kinh như là tiền pháp hành đó là tu quán, cái này là tiền tính hành, cái này là tiền pháp hành quán đó. Thì cái này đi về giáo nhiều hơn là chỉ, mà nếu không có chỉ đó thì tâm tánh loạn liền, phải có chỉ rồi. Nhưng mà nghiêm về cái quán nhiều thành là cách này cũng lọt vào thành công. Thành đó mình chờ nó lên tích la luôn biến thiện như thấy là anh được thích đi cái quán. Thành ra xá lợi mất nữa là trí tuệ để biết như là tướng vui chánh pháp, ngài không có lọt vào thành công. Còn cái ông một tiền liên được chiếm muốn được thành công có được không đầy đủ. Nếu ông đạo Đức Phật là ông đại đạo, hai ông này là đại đạo, sẽ được có một tiền liên gọi là vui lắm. Và Đức Phật có bảy nửa đó là anh đó. Ông một tiền liên được thường dùng thành thông để đấu qua Đức Phật vỡ hoành, đầy hoành sẽ lợi tốt cho Đức Phật thành thông của cái người thành thông từ ngoài. Như việc đệ giải thích mà chưa lo là giải thích đi vào chiều sâu quyết định nhiều pháp thì nó sẽ làm nó gần nhé. Thì chúng ta thấy là cái người hơi lâu ở trên đó thì mới được thấy Đức Phật thì là hình thức mà làm sao được nó bị kết quả là bán bàn theo thiên hay là hướng người khác là bởi vì coi một lần cũng hiểu là coi muốn là em tới rồi tôi. Còn sau đó cái vô sổ số thì đi tưởng bị coi vào một chục lần khó hiểu lắm. Nhưng mà nếu gì có cái căn bản người ta làm chứng sai thì có thể có cái gì đó nếu là nó tương tự như như là khi đi tưởng đó còn do sự sướng tương tự như là thành đủ cái đi tới đó rồi khó hiểu đi nữa chứ đi nữa bây giờ tiền còn không có đâu. Vấn đề quyết định làm sao để thành Phật mà làm thế làm sao thì những gì cũng không được thành Phật cái đó có một cách. Mình đặt là sao kết là nhất mà phải như vậy, như vậy, để cho cái đường lối như vậy, cái như thế nhất mà. Thì gặp nó cái lối là đi khỏi trời, nó tiên. Hay nó tiên ra trời là thì không có. Cứ đứa có định có thể. Mà đọc bạc thì chuyển định thể là một đầu. Thành ra sao chúng ta phải hiểu cái đó. Nếu định thể của người trời nó khác. Nếu định thể của Lạc Lưu, nếu Lạc Lai, Lạc Lai nó khác. Rồi giới định dạy của Bồ Tát nó khác, giới định dạy của Như Lai khác, Như Lai không có giới, không có định, cũng không có tuệ. Thì chúng ta thấy là họ còn khó lắm. Thì bây giờ chúng ta trở lại. Thì tôi xin thưa đó, tôi lấy cái ví dụ này để nó sáng tỏ. Nếu không có ví dụ thì ví dụ khó hiểu lắm. Mà ví dụ thì không thêm hồi xưa Đức Phật không có ví dụ rõ ràng này chứ giải đâu. Và ai cũng hiểu sao hiểu. Thì ví dụ này nếu mà đúng thì tôi thành mà tôi sẽ đề nghị những gì thôi. Ví dụ suy nghĩ thêm là cho cái chất lượng cho những gì tham dự. Nên những gì thấy cái nhìn cái đó là cái đó. Đọc đó. Thì chúng ta ngồi xuống xong thì tôi chất ở đầu sau này. Đầu sau đó thì mình diễn thì không. Thì nhìn cái bộ điểm là tôi thấy cái đầu tay đại gia nó nằm giờ tôi thấy từ như một ngàn vị sức sân bố Bồ Tát muốn điều trị nhập lưu nhất dạo ai ai là án như ai làm hay như có gì quá biết rồi sao mình thấy nó sáng tỏ thì cái đó mình phải vậy thì quý vị ra đường sau quý vị sẽ tắt thì tôi chưa tôi nói lại cái đầu sau là vô lượng vô biên thì trong đó có cái nước, nước là trong sông. Thì quý vị thấy khi mà có những cái lượng sống lượng sống thì có cái to, cái số, có cái nhẹ. Lượng sống này rất là đất nước và nước gió. Nhiều một là lượng số xanh hay tôi đang được thờ quý vị cũng là làm như thế. Cái sắc thân này là làm cho lượng sống này. Tức là cái tiến trình của mình từ những lượng cho tới
cái trời vô sắc, muốn được ác, muốn được thiện, đều là nằm trong sống hết. Mà nếu chúng ta không gần là chúng ta không có động lực để chuyển biến sao? Thì thường thường chúng ta nói là thì mấy cái lượng sống này nó nương vào đâu? Thì chúng ta thấy nó nương vào cái dòng nước, cái dòng nước thì đây. Thì cái này chúng ta nên nhớ có hình, có tướng nữa. Hình là gì? Hình tức là cái hình dòng nước này, không mượn cái dòng nước này để nó phát triển. Chứ không phải dòng nước sao ra sống là chúng ta nói. Cái sống là sẽ bị có, nó là do gió tức là vô minh. Vô minh mới sanh ra, ra sống. Vô minh nó sao động rồi nó thành ra mặt na. Mặt na mới tạo ra cái lưỡi điện sống này. Chắc không phải dùng nước. Dùng nước là cũng đặt vô nước của ta. Dùng nước không phải được sanh ra. Thì cái dùng nước này chúng ta kêu là ai là do duyên khởi. Còn cái nước này chúng ta kêu là duyên cảm duyên khởi. Duyên cảm duyên khởi thì có niệm ác niệm thiện. Thì tất nhiên là chúng ta thấy cái dòng nước này chúng ta tượng trưng cũng như là trong duy thức học nó kêu là kiến phần, tướng phần, tự chứng phần. Thì chứng tức là thức đấy. Thức lại là nha, thức. Nó là cái vòng tròn, cái lý dụ mà vô lượng vô biên nha. Rồi cái tư tưởng của mình nó trẻ là ma. Cái chân luôn nó trẻ. Thì cái bên, cái bên hình đó là nó chuyển biến chậm, nó chuyển biến nhanh. Còn cái bên tướng này nó chuyển biến chậm, nó có hai cách chuyển biến nó chậm nhanh, nhanh và chậm. Thì cái nhanh này, cái nhanh nó kêu là kiến phần, tức là chúng ta kêu là cái thấy, cái nhận thức, cái là nhận thức. Còn cái tướng phần đó thì chúng ta kêu là đối tượng nhận thức. Nhưng mà chúng ta nên nhớ cái đối tượng này đều là thức hết nha, đều là ai lại dân. Nhưng mà cái sáu đạo lúc lát rồi là chia làm hai, một cái nhận thức, một cái đối tượng. Thành ra nhận thức thì đối tượng là một, nhưng mà nó một là sai. Nhận thức nó thì thấy được cái đối tượng, chẳng hạn như tôi thấy được cái định thử. Thì cái thấy của tôi đó là định thức của định thử, là đối tượng nhận thức. Nhưng mà định thử với cái đấy tôi đó là một, nó đều là thức biến. Nhưng mà cái nhận thức của tôi nó chuyển biến ra, định thử nó chuyển biến chậm. Thành ra cái định thử chuyển biến chậm nó làm cho không gian có mùi quân. Mùi quân là chúng ta kêu là ngã, có cái con. Tôi lớn được, tôi trẻ nó được, tôi gấp gáp nó được. Thành ra cái nhà, cái cửa, cái diện thay nó sắp thân mình lo. Bắt tay của người đó là cái nhà mình lo theo kèo, cột cây, dán xi măng rồi bắt lại. Mà cái gì bắt lại phải làm cơm không nhỉ? Mà không gian thì có người thương, đôi tay nó mất, đôi năm tay mất, thương lại. Còn cái nhà tết của quý vị đó, thì nó có cái tướng là như thế, quý vị không bây giờ lắm đó được. Nhưng mà quý vị lên cao nữa, quý vị sẽ thấy có tướng. Chẳng hạn như khỏi người là lên khỏi trời thì sẽ thấy cái nhận thức của khỏi người có hình nó biết. Nhưng mà khỏi người thì thấy cái định thủy này có hình nó tướng, mà cái nhận thức này nó thấy được. Thành nhận thức nó thì nó thấy được đối tượng nhận thức. Và đối tượng nhận thức không thể định thủy nào thấy tôi được. Một định thủy này là nó có mặt đó. Nó không có, nó chỉ là một hạt ba, mà khi mà cái nhận thức thôi là tôi có gì mà ra để tạo ra cái định thủy. Còn nếu quý vị là người thì có cái định thủy, mà quý vị là con chó, cái này khác như những cái định thủy khác nữa. Thành ra đối tượng cái nhận thức là do mình thức tạo ra. Đã là như nước thì quý vị thấy là nước sâu, nước là nước lòng nữa. Chứ còn nghiệp chống là. Nhưng mà qua cái đại học thì muốn làm sao đâu. Người rồi thì học như là con hạ nghĩ cho cái nước là nó. Rồi rồi thì học thì lấy nhận nước không biết không. Thì tất cả đều vô một tổ ra đó. Chúng ta thấy là tạo cái cấp ra đứng ra để mà phát sáng. Rồi mình tạo ra mình phát sáng cái gì nữa. Mình
nước này là đó mình nói thì mình thông qua cái mình thấy cái biểu mà sai không thì mình nói là thông qua mình thấy nước không còn nước nữa mà cái chỗ là nó có hai cách. Một là mình dùng cái máy móc để mình chiếu rọi cho nó đúng cho nó không phải thì sự đặt nó biết điểm khác đó là cái là hiện tiêu trong thương mại trong sao chúng ta nghe cái là hiện tiêu và tiêu ở dựng với cái đó là thấy là bắt hoặc nhà tiên nhiên đó thì người ta rất là phải là sát nước người ta ngồi ngoan để người ta chuyển cái bản chất của người ta lên ta phải chuyển cái bản chất lên thì nước này đã theo chứ họ không cần là dùng cái hóa chất để phân tích nó ra họ không cần điện tử cũng vậy ta dùng tia điện tử để lên nhau là phân tích nước thì nó thành oxy là 16 điện tử âm dương neutro là 1 điện tử âm dương còn các nhà mà vô sắc giới là không nổi nha vô sắc giới người ta nhập tỉnh nhập phân cao đó người ta dùng cái trí tuệ người ta chiếu vào nước mà thấy nước là điện tử thì thế này có hơn chẳng hạn như Đức Phật mà dẫn ông Năng là đi lên khỏi trời đó là nâng cái nhận thức ông Năng là đôi khi là thấy xuống vào người thì ông không thấy khỏi trời lên khỏi trời lấy tiên để nó chịu xuống ông nói ở đây là Đức Như Lai nhìn mình đi thì ra cười mấy người kia nói ông phải tu bắt quả mới lên đây được cái này là thần lực của Như Lai thôi mà ông không có đắc quả ông phải đắc sơ tiền vị tiền tam thì ông mới dọn lên đây được bây giờ ông nói chứ đắc ông Như Lai dẫn ông lên đây Như Lai đem về thấy ông trở lại khỏi người thì cái cảnh này nó mất không phải tương ưng như vậy ông lên đây được. Thì chúng ta thấy có hai cách một cách thành thông do bên ngoài chắc là có nhiều tiên chúng ta muốn biết cái cõi mình hư hay không đó chúng ta từng cái sát đây lên chụp nó còn cái nhiều tiên không nhìn thẳng vào cõi mình họ thấy mình có chỉ chụp có thể không cho họ cần máy móc nữa thì mấy người thấy không thành ra chúng ta thấy có vô lượng cái nhìn mà cái nhìn nào cũng sai hết và cái nhìn nào cũng đúng hết trơn đúng như từng chúng sanh đó. Ví dụ bây giờ tôi thấy nước là nước thì nước là sai. Như có nhà khoa học tôi thấy nước hay không? Bây giờ tôi thấy nước là nước là sai. Bây giờ tôi khỏi uống nước được không? Bốn năm bữa là chết ra, dũng phu đèo. Mà nếu mà tôi tu đắc thiền định tôi không cần uống nước. Tôi nhập cho cái trời sắp nhớ là tôi uống nước mà mình nghĩ là tôi không cần nước này. Mà nếu coi trời sắp nhớ là bỏ cái phẩm xuất về sắc về hỷ lạc rồi thì cũng thì là đúng câu đẹp còn muốn vậy là tới lên khỏi tứ thiền chứ không thì nó không cần phẩm tâm thành ra chúng ta phải thấy cái thế giới này có phẩm tâm cái gì cũng có thể có cái gì cũng có thể không nếu nói là cặp hết còn trốn là trốn hết thành ra mấy vị thiền sư nó nói có là có tự nhiên mãi qua không thì cả thế gian này cả vũ trụ này cũng không nên là thiền sư gì đó không biết nói mấy câu đó mà chúng ta đâu có hiểu là vũ trụ này vừa nói về thành thân cái gì cũng có nhưng mà thực tướng của cuối cùng